Chào mừng các bạn đã đến với kênh chăm sóc mẹ và trẻ em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mang thai tháng thứ tư và những điều mà các bà bầu cần biết. Mang thai tháng thứ tư của thai kỳ nên ăn gì và kiêng ăn gì, bụng đã to chưa là thắc mắc chung của các bà bầu khi bước vào giai đoạn mang thai tháng thứ tư này. Cơ thể của người mẹ đã có những chuyển đổi rõ rệt về cân nặng và kích thước vòng bụng và những thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày. Trong video dưới đây của chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả những vấn đề mà các bà bầu đang vướng phải ở tuần mang thai tháng thứ tư. Khi có bầu 4 tháng sẽ khó khăn hơn cho cơ thể của người mẹ bởi lúc này em bé đã phát triển nhanh hơn bình thường. Trong giai đoạn này, trọng lượng của thai nhi đã tăng lên gấp đôi và chiều dài của cơ thể đã tăng thêm một vài cm. Khi bạn lo lắng mang thai ở tháng thứ tư mà bụng vẫn bé thì có thể hình dung ra lúc này bé vẫn phát triển và lớn như một quả bơ, hơn 11cm và nặng 100g. Vậy nên kích thước của vòng bụng cũng không phản ánh nhiều đến cơ thể và sự phát triển của thai nhi. Chân của thai nhi đã phát triển đáng kể, cũng đã bắt đầu duỗi thẳng được. Trong thời gian này, vành tai của thai nhi gần như đã thấy được rõ nét. Các kết cấu đà cũng đang phát triển, mặc dù nang tóc chưa thể phát triển được như có thể bé đã bắt đầu mọc móng tay và móng chân rồi nhé. Mang thai tháng thứ tư là một thời điểm thai nhi đã bắt đầu phát triển. Bộ xương của em bé đang phát triển từ bộ xương sụn mềm và dây rốn của em bé qua nhau thai đang phát triển mạnh mẽ và dài hơn. Trong 16 tuần này, em bé của bạn sẽ nặng khoảng từ 140g và có kích thước là 13cm, dài từ đầu đến mông. Có thể các khớp xương và tuyến mồ hôi đã bắt đầu phát triển. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ thể của người mẹ thay đổi như thế nào ở tháng thứ tư này. Khi mẹ bước sang tháng thứ tư, bà bụng lớn hơn và bắt đầu nhô ra. Trọng lực của bạn đã bắt đầu sự thay đổi. Chính vì vậy đôi khi bạn cảm thấy chệch choạng khi bạn cảm thấy mất cân bằng và có hơi hướng về phía sau. Chính vì vậy các mẹ nên cẩn thận khi di chuyển. Người mẹ mang giày thấp và không nên đi những loại dép dễ bị trơn trượt, nguy cơ bị ngã rất là cao và ảnh hưởng đến chấn thương gây ra vùng bụng và ảnh hưởng đến em bé. Nếu các bạn đi xe hơi, hãy nhớ thắt dây an toàn dưới bụng và quanh hông. Trong tuần này, bạn sẽ cảm thấy đôi mắt của bạn sẽ trở nên khô hơn. Bạn cũng có thể sử dụng nước để chống khô mắt, nhỏ mắt. Nhưng trước khi sử dụng, nên tham khảo các ý kiến của các bác sĩ chuyên khoa và chỉ sử dụng thuốc nhỏ mắt để sử dụng cho các phụ nữ có thai. Nếu việc sử dụng kính áp tròng trở nên khó chịu, hãy cố gắng giảm bớt thời gian để sử dụng chúng hoặc chuyển sang kính thường đến sau khi sinh nhé. Vậy làm thế nào để an toàn khi quan hệ? Tuy không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, nhưng các cặp vợ chồng cũng cần cẩn thận khi quan hệ và nên chọn những tư thế quan hệ an toàn để không gây áp lực cho thai phụ, không có tác động đến thai nhi. Vì tháng thứ tư, bụng của mẹ đã nhô ra. Rõ rệt các tư thế an toàn trong giai đoạn này là tư thế mà các bạn cần phải lưu tâm. Đây là những mang bầu tháng thứ tư nên ăn gì? Sữa và các sản phẩm từ sữa. Sữa là một trong những thực phẩm không thể thiếu khi mang thai tháng thứ tư. Canxi là một chất dinh dưỡng không thể thiếu trong quá trình khi mang thai. Khi mang thai tháng thứ tư, các bác sĩ khoa sản sẽ kê đơn bổ sung vitamin D và canxi bổ sung vào cho các mẹ bầu. Mẹ bầu nên uống thêm một ít sữa và các sản phẩm từ sữa mỗi ngày để hấp thụ canxi hiệu quả nhất. Thịt. Khi có bầu được 4 tháng thì cơn buồn nôn đã được thuyên giảm. Có thể ăn thoải mái các món ăn mà bạn yêu thích, nhất là các món ăn từ thịt. Một lưu ý nhỏ là các mẹ bầu cần phải làm sạch và thịt chế biến nấu thật là chín kỹ, không nên ăn những đồ sống, nấu chưa chín hoặc là chứa rất nhiều các vi khuẩn gây nguy hiểm cho em bé. Hoa quả tươi. Trái cây tươi là một trong những thực phẩm bổ sung khi mang thai, là hoa quả chứa rất nhiều các loại vitamin, khoáng chất, hàm lượng nước cao và chất xơ. Bà bầu nên ăn trái cây nhiều hơn bởi nó chứa chất bảo quản và chất tạo màu như là nước ép đóng sẵn, dễ gây nhiễm chất hóa học, không tốt cho thai nhi và chính bản thân của các bạn. Từ tháng thứ tư, cơ thể cũng có những thay đổi gây ra chứng ợ nóng và có axit
ăn trái cây tươi sẽ làm giảm đáng kể và khó chịu. Thực phẩm giàu chất xơ. Bước vào tháng thứ tư của thai kỳ, nhiều các mẹ bầu mang thai phàn nàn rằng họ phải đối mặt với chứng táo bón và bệnh trĩ. Chính vì vậy, bạn cần phải là người mẹ phải bổ sung các loại thực phẩm giàu chất xơ cho bữa cơm ăn mỗi ngày. Các thực phẩm giàu chất xơ bao gồm có như là ngũ cốc nguyên, cám, yến mạch, rau xanh và các loại củ quả. Thực phẩm giàu chất béo. Lần này cần bổ sung các thực phẩm giàu chất béo lành mạnh để ngăn chặn nguy cơ sinh non. Bé nhẹ cân hoặc chậm phát triển nhận thức về dây thần kinh. Chính vì vậy, các mẹ nên chú ý ăn chế độ đảm bảo đủ lượng omega 3, 6, 9 và trong cá thì nó có ở trong cá, đặc biệt là cá hồi và dầu cá, các loại hạt, dầu ô liu. Chế độ nghỉ ngơi, luyện tập cho các bà bầu khi mang thai tháng thứ tư bị đau bụng, đau lưng. Nếu bạn sống trong một môi trường giao thông an toàn và yên tĩnh, bạn có thể tham gia những môn thể thao như là đi bộ. Tất nhiên hầu hết các nơi bạn cũng cảm thấy nguy hiểm vì xe hơi và đường xá. Chính vì vậy, bạn có thể tập luyện hoặc đi tại nhà bằng những máy tập chuyên dụng. Để giảm các triệu chứng đau lưng khi mang thai tháng thứ tư, các bầu nên luyện tập những môn thể thao nhẹ nhàng như là yoga có thể cải thiện tình trạng một cách rất là hiệu quả. Hy vọng qua video này thì các bạn đã có những kinh nghiệm ở trong tháng thứ tư này khi mang bầu. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Các bạn hãy subscribe, đăng ký kênh để nhận những video hữu ích hàng ngày của chúng tôi. Đừng quên hãy bình luận dưới cuối mỗi video nếu các bạn đang thắc mắc về vấn điều gì đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của chúng tôi.